Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái kèo listing mới ở trên sàn giao dịch Bybit với cái dự án là Vela Exchange. Thì với cái kèo này thì chúng ta mỗi người sẽ nhận được là 35 token Vela và hiện tại thì Vela đã được niêm yết lên một số các cái sàn giao dịch như là OKX, Bitget rồi là MXC. Đấy, và mỗi cái đồng Vela thì hiện tại đang rơi vào khoảng là 3,2 đô, tức là kèo này chúng ta với tính ra cái mức giá hiện tại thì mỗi người sẽ nhận được đâu đó là 112 đô. Ok, nhưng mà trước khi hướng dẫn cho các bạn tham gia chi tiết cái kèo này thì mình nhắc nhở anh em một chút về cái kèo ngày hôm qua, đó là kèo nạp cái đồng MTC lên sàn Bybit để có thể nhận được 16 đô. Thì cái kèo này thì anh em có thể check được là còn slot hay không ở trên BSC Scan nhé. Hiện tại thì theo như thông tin mình check ở đây ấy, thì hiện tại là anh em chúng ta thấy là cái lượng transfer ở cái đồng MTC này thì nó mới chỉ có là 1.500 thôi. Và cái số lượng slot ở trên sàn Bybit ấy, thì nó lại là khoảng 2.500 slot. Và với cái số lượng transfer này thì mình tính ra đếm được, gọi là mình đong được thì ước lượng được thì tầm khoảng mới khoảng 1.000 người tham gia thôi. Đấy, nên là những anh em nào mà chưa tham gia cái kèo MTC thì các bạn có thể là mua cái đồng MTC ở trên sàn Bitget, sau đó các bạn chuyển lên sàn Bybit, Bybit để các bạn có thể nhận được là 16 đô. Ok, và quay trở lại với cái kèo ngày của chúng ta là chúng ta sẽ cùng tham gia và chúng ta sẽ cùng chia thưởng với cái dự án Vela Exchange. Đây thì thông tin chi tiết của cái sự kiện này, thời gian diễn ra sự kiện thì sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 vào lúc 17 giờ ngày hôm nay. Và hiện tại thì cái đồng Vela thì đã cho chúng ta là nạp tiền lên sàn Bybit, tuy nhiên là anh em chúng ta chưa thể bán được nhé, chưa thể bán và cũng chưa thể rút được. Thì đến 17 giờ ngày mai, tức là ngày 28 tháng 6 thì cái đồng Vela mới được niêm yết lên sàn Bybit và chúng ta mới bắt đầu có thể giao dịch. Đấy, và các bạn sẽ có thể là rút được tiền từ ngày 29 tháng 6. Đấy, tức là sau một ngày niêm yết thì các bạn sẽ có thể là rút được cái đồng Vela. Và kèo này thì chúng ta sẽ có hai cái pool giải thưởng. Cái pool đầu tiên là dành cho những cái người dùng mới. Thì khi mà các bạn đăng ký và hoàn thành xác minh KYC cũng như là các bạn nạp vào ở trên sàn Bybit tối thiểu là 35 token Vela thì các bạn sẽ nhận được lại là 35 Vela. Và cái pool 1 này thì nó sẽ diễn ra theo cái hình thức là first come first serve. Đấy, những cái người tham gia càng sớm thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng càng lớn, thì chúng ta sẽ chắc chắn nhận được phần thưởng. Còn đối với những các bạn mà chúng ta làm trễ quá thì ok, các bạn sẽ không thể nhận được phần thưởng nữa. Hiện tại thì theo như thông tin thì cái lượng slot này thì nó cũng còn khoảng vài chục slot nữa thôi. Nói chung là cũng còn khoảng khá là ít nữa. Rồi thì đến cái pool thứ hai, đó là chúng ta sự kiện này thì sẽ dành cho người dùng hiện tại, tức là những bạn mà chúng ta đã có cái tài khoản sàn Bybit trước đó rồi. Chúng ta đã có tài khoản sàn Bybit trước ngày 27 tháng 6. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ có một cái pool thưởng gồm 6.000 token Vela và mỗi người cũng sẽ gửi tối thiểu là 35 Vela và chúng ta cũng sẽ nhận được cái pool thưởng. Tuy nhiên là cái thưởng này thì chúng ta sẽ chắc chắn là các bạn sẽ nhận được chứ không phải là FCFS như ở phía trên. Mà chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng dựa theo cái khối lượng cái đồng token Vela mà các bạn nạp vào ở trên cái sàn Bybit. Đấy, thì đấy là chi tiết về hai cái pool thưởng này dành cho anh em. Thì để chúng ta có thể tham gia ấy, thì đầu tiên là các bạn sẽ cần phải có một cái tài khoản sàn Bybit đã hoàn thành xác minh và KYC. Nếu như các bạn chưa có tài khoản sàn Bybit thì các bạn có thể đăng ký qua cái đường link mình để phía dưới phần mô tả để được giảm thêm là 20% phí giao dịch. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ vào cái tài khoản sàn Bybit này. Các bạn sẽ vào cho mình cái phần nạp tiền nhé. Ở phần nạp tiền này thì anh em sẽ chọn cho mình cái đồng coin, đó là cái đồng Vela. Đấy, và kèo này thì anh em sẽ gặp một cái rủi ro khi mà chúng ta tham gia, đó là cái giá của token bị giảm. Và nếu như bây giờ các bạn tham gia ấy, thì các bạn sẽ cần phải hold ít nhất là một ngày nữa thì nó mới bắt đầu là cho chúng ta bán. Ok, thì một ngày nữa thì bắt đầu ở trên Bybit nó mới mở giao dịch nhá. Rồi thì đây chính là cái địa chỉ ví mà chúng ta sẽ sử dụng để nạp cái đồng Vela vào. Và chúng ta sẽ nạp theo cái chain, nó chỉ hỗ trợ một cái chain duy nhất là Arbitrum One. Ok, và theo như thông tin mình check ở trên CoinMarketCap ở đây, đấy, thì giá hiện tại của Vela này, đấy, nó cũng có một cái sự tăng trưởng rất là ấn tượng trong những ngày qua. Và hiện tại thì cái đồng token của dự án đã list, các bạn có thể mua ở trên sàn DEX thì có Uniswap và Balance Swap.
và Balanced. Đấy, còn ở trên các cái sàn cách thì chúng ta có một số sàn như là OKX này, Gate này, rồi là MXC, Bitmap, rồi BingX, XT, đấy, Bitgate. Đấy, nói chung là gần như là con này mình thấy là gần như là nó đã lead rất là nhiều sàn rồi anh em ạ. Đấy, gần như là full sàn. Đấy, chỉ có Binance chưa lead thôi. Đấy, còn những cái sàn top 3-4 như là kiểu Bybit, MXC, Bitgate, đấy thì anh em chúng ta có thể là nó đã list rồi. Thì các bạn có thể mua được cái đồng token Vela này ở trên một trong các cái sàn này nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển lên sàn Bybit. Thì mình sẽ thị phạm ở đây cho các bạn ở cái sàn giao dịch MXC. Thì các bạn sẽ vào cái phần Spot này. Chúng ta sẽ vào phần Spot nha. Chúng ta sẽ tiến hành là mua tối thiểu là 35 cái đồng token Vela. Đấy, còn nếu như các bạn tham gia sự kiện 1 ấy, thì các bạn chỉ cần mua 35 token thôi. Còn như nếu như các bạn tham gia sự kiện 2 thì các bạn có thể mua nhiều hơn, thì chúng ta sẽ được chia cái pool thưởng lớn hơn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ gặp một cái rủi ro về giá. Đấy, nếu như mà chúng ta mua lên mà giá token nó bị giảm ấy. Đấy, và hiện tại thì mình thấy là con này giá nó cũng hơi căng đấy. Đấy, hôm nay có liên tục là 6 cây nến xanh rồi. Đấy, ở theo cái khung 1 giờ liên tục có 6 cây nến xanh rồi. Đấy, thì nói chung là kèo này thì anh em chúng ta cũng cân nhắc cái rủi ro nha. Bạn nào mà tham gia được cái kèo người mới thì nó ngon không phải bàn nữa rồi. Nhưng mà kèo mà nạp tiền lên theo vôn, nhận thử theo vôn ấy. Đấy, thì cái này thì các bạn có thể cân nhắc để chúng ta tham gia. Ok. Rồi thì anh em sẽ tiến hành là nạp tiền lên sàn MXC nhé. Và chúng ta sẽ tiến hành là mua cái đồng Vela ở trên sàn. Và sau đó thì các bạn sẽ rút qua cái địa chỉ ví ở này. Đấy, các bạn sẽ rút về cái địa chỉ ví này. Và các bạn chọn ở trên các cái sàn kia cũng là mạng Arbitrum One nhé. Ở trên MXC ấy thì anh em sẽ vào cho mình cái phần tài sản nhé. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần là Spot. Ở phần này thì anh em sẽ nhấp vào cái phần là Root Token. Và đây thì chúng ta sẽ chọn cái loại crypto là thì các bạn sẽ chọn cho mình là cái đồng Vela. Đấy. Và các bạn sẽ tiến hành là chọn và chúng ta nạp qua thôi. Các bạn sẽ sao chép cái địa chỉ ví ở bên Bybit các bạn dán vào nhé. Đây. Dán vào. Đấy. Và chúng ta sẽ nhập cái số lượng. Ở đây thì lúc nãy mình đã rút rồi nên là bây giờ mình chỉ làm tượng trưng cho các bạn thôi. Và cái phí giao dịch thì nó sẽ rơi vào khoảng là 0.1 Vela nhé. 0.1. Và giá hiện tại của Vela là khoảng đâu? Giá của Vela hiện tại là 3.2. Đấy thì phí nó sẽ rơi vào khoảng là 0.32 đô. Đấy, phí nó cũng khá là rẻ. Đấy thì các bạn có thể là nạp qua. Ok, và ngày mai thì anh em nhớ là canh cái giờ lead vào các bạn bán nhá. Ok, kèo này thì nói chung là chúng ta cũng chưa biết được là lãi hay lỗ, bởi vì giá hiện tại của nó thì cũng đang có một cái mức tăng trưởng. Nếu như các bạn mua ở thời điểm này và các bạn hold đến mai có khi giá nó lại tăng, các bạn lãi kép. Đấy, nhưng mà nếu như mà giá nó xuống thì các bạn sẽ phải chịu lỗ. Đấy, thì đấy là cái rủi ro ở trong cái kèo này. Ok, và video hướng dẫn của mình thì đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.